Hey, lô chào mọi người, nick này và chào mọi người đã xem được mình. Fucking gay. Hello các bạn, lâu lắm mới gặp. Chúng ta cùng điểm lại những gì chúng ta đã làm ở tập trước nhé. Đầu tiên, ở tập 1 thì chúng ta đã xây được một cái nhà nhỏ nhỏ. Thì mình cũng không hiểu sao. Từ lúc mình mang mấy ông dân làng đây, mấy ông cứ đòi vào nhà mình. Trong khi mình đã xây một cái nhà khác cho mấy ông đây này. Thì trong nhà mình cũng không có gì cả. Một cái căn nhà bé bé, diện tích khoảng tầm 5x5 block thôi. Nhưng mà được cái là nó khá là ấm cúng. Tiếp theo nữa, sẽ đi xuống tầng 2. Đó, thì đây sẽ là căn... đây sẽ là kho của chúng ta. Ở đây mình đã phân loại khá là nhiều. Mấy cái giường này mình vẫn chưa phân loại được. Nhưng mà thì mấy cái giường này vẫn còn trống ấy. Có cái giường này thì mình đang để có bộ display. Còn... những cái giường còn lại nó để linh tinh mà. Ở đây có cái giường này, có giáp này, đồ ăn này, đĩa nhạc này. Hiện tại đĩa nhạc mình chỉ được kiếm được có một cái đĩa C418-13, nhưng mà mình vẫn chưa xây cái máy phát nhạc nên là mình biết là có khi hôm nay chúng ta làm cái máy phát nhạc nhỉ. Ý hay ấy. Tiếp theo nữa là chúng ta có vũ khí thì vũ khí mình chưa có gì, chủ yếu là mình cũng dùng mấy cái đồ cũ mình cất vào đây mà. Hiện tại mình đang có set full diamond đây rồi và cũng được enchant rồi. Mặc dù là chưa được ưng ý lắm nhưng mà mình nghĩ thế này cũng chắc cũng đủ đánh boss đấy nhở. Nhưng hiện tại chắc là tập này mình vẫn chưa thể đi đánh boss được. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến phần công cụ này. Đấy. Trời công cụ cũng không có gì nhiều. Đây là có một cái diamond pickaxe mình đã bỏ ở khoảng tập 3. Đấy. Thì mình thay bằng cái này thực ra cũng không khác mấy nhở. Cũng là efficiency 4 này. Unbreaking 3 này. Nhưng cái này mình vẫn thích dùng hơn tại vì nó có Fortune 2 là gia tài 2, khi mà mình đào các cái quặng thì nó sẽ rơi ra nhiều hơn đấy. Đấy. Tiếp theo nữa là những cái này là mình trade của dân làng này thì cũng không đáng kể. Có chúng ta có bell, có flint steel shear, chứ mấy cái này đồ khá là cơ bản. Mình để tạm ở đây. Thì cái gì nữa nhỉ? Tiếp theo nữa chúng ta có khu vực bên này, chúng ta có kính này, có quặng này. Thì quặng mình chỉ dám để một cái giường bé bé thôi. Tại vì mình nghĩ là nếu mà chơi single player ấy, thì chúng mình sẽ không dùng nhiều đến quặng đâu. Nên là mình quyết định tiết kiệm tài nguyên, không nên khai thác quá. Không nên khai thác quá nhiều thì mình cũng mình không phải người dùng quá nhiều tài nguyên gì. Đây chính ra mình để đây mình cũng có đã có dùng cái gì đâu. Diamond thì mình tìm hết rồi. Thì mình chỉ chưa xuống Nether thôi. Thì mình nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ nhiệm vụ đầu tiên chắc là làm một cái máy phát nhạc cho cái đĩa nhạc này. Mình rất muốn nghe cái đĩa này tại vì mình cũng không chắc là những mình đã nghe hết được những cái đĩa nhạc hay chưa. Cái đĩa nghe nhìn lạ lắm. Từ khi update mình cũng ít khi mình nghe đĩa nhạc ấy, nhưng mà mình rất thích mấy cái bài của C418. Tiếp nữa thì nói đến đâu nhỉ? Đúng rồi. Tụi mình hôm nọ mình có vào Nether, mình đào một tí quát. Vấn đề là thế này, mình đã đi vào Nether nhưng mà khổ nỗi là cái vị trí spawn ấy, cái vị trí mà nó xuất hiện ấy thì rất là xấu. Mà mình thì là cái thằng rất tệ khi đi Nether. Đấy, mình toàn chết ở Nether ấy. Nên là hôm nay mình sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng đấy để đi Nether cho các nhà nó an toàn. Và mục đích, mục tiêu của mình đấy chính là tìm được cái gì nhỉ? Cái gì để giáp mạnh nhất ấy. Đấy, mình sẽ tìm cái quặng đấy, cái quặng ở dưới Nether ấy. Đấy. Mình không nhớ rõ tên. Nhưng mà khi tìm chắc là nhớ lại thôi. Ok. Tiếp theo đá lửa thì có mỗi có mỗi bốn đá ở đây. Ok. Tiếp theo đá cái này mình để lung tung, chủ yếu là đá cobblestone này, là đá cuội và stone. Cái này là mình đã đốt lên cobblestone được stone. Ok. Tiếp theo gỗ thì nhà mình đúng là không thiếu mà. Đấy, nhiều chưa? Ok. Toàn là đồ gỗ thôi. Mấy cái này linh tinh tính mà. Tiếp theo nữa là đất thì cũng khá khá đấy nhở. Mình cũng chưa cho mình cũng chưa chắc phải làm gì với đống đất này. Tiếp đến nữa là vật phẩm mobs. Cái này thì mình chỉ sắp đây thôi chứ mình cũng chưa có ý định gì. Với lại có hai slime bowl này, mình tính làm cái máy gì đấy nó liên quan đến sticky piston, nhưng mà hiện tại chỉ có hai slime bowl, mới chỉ làm được hai cái sticky piston thôi. Có hai slime bowl thì chúng ta chỉ làm được hai cái sticky piston thôi. Không nhiều. Mình nghĩ là mình sẽ phải hôm nào mình đi đầm lầy, mình giết thêm slime
để có thêm nhiều slime ball hơn nữa. Những cái này vật phẩm mob mình đã có bãi farm rồi thì mình cũng không lo thiếu, nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa biết cái gì nó có tí tác dụng hay là mình, mục đích mình định làm gì trong tương lai ấy. Ví dụ các gunpowder có thể làm khá là nhiều TNT này, cái này có thể giúp ích cho mình trong việc đi nether và kiếm cái quặng mà mình vừa bảo ấy. Đấy, mình nhớ là cái quặng ấy nó không thể phá hủy được, và khi làm TNT đấy thì nó sẽ nổ ra, mình tìm rất dễ, tại vì nó không thể bị phá hủy mà nó chỉ phá hủy những cái block xung quanh thôi, thì mình sẽ dễ dàng tìm được cái quặng ấy hơn. Tiếp theo nữa là cây trồng thì bây giờ công nhận mình thừa cái này luôn đấy, mình cũng không cần ấy, nhưng mà mình cứ để tích trữ đây mình cũng chạy với sao. Tiếp theo là cát. Ở đây mình có cát linh hồn xô xe này, mình đào được một chút sau khi mình đi nether, và một ít gravel. Mình nghĩ là cái cơ chế của nó khá là giống cát nên mình cứ để tạm vào đây. Ồ, chính ra cái thùng nghi là cát nhưng mà cũng chả có cát ở đây nhỉ. Nhưng mà thôi không sao. Thì hôm nay mình có một khách mời rất là đặc biệt, đang mong mỏi được gặp mọi người lắm rồi. Nào, mình cùng dẫn các bạn đi gặp anh ấy nhé. Mình nhận ra là bây giờ đã là buổi tối rồi thì chúng ta chưa thể gặp anh ấy được. Anh ấy mình nghĩ là nên để buổi sáng sủa cho nó gặp gỡ cho nó đàng hoàng. Rõ ràng nhá. Mình đã xây một cái căn nhà villager bên kia cho ông này, nhưng mà ông này cũng cứ chui vào giường nhà mình ngủ thôi rồi. Mình nghĩ là ông này đang say giấc nên thôi, mình sẽ chuyển qua nhà này để mình ngủ. Đấy, ông này ngủ còn không đóng cửa cơ, ý thức thế đấy. Ok, ngủ thôi. Ok, dậy rồi. Thì hôm nay khách mời của chúng ta là một khách mời khá là đặc biệt, và mình nghĩ là các bạn cũng đã từng gặp trong season 1 rồi. Không ai khác, đó chính là Zaki Natsumi. Hello Zaki. Hello, chào mọi người đến với channel của mình là Zaki. Hôm nay bạn khỏe không? Hello, chào mọi người. Mình nghĩ thế. Ok, thì ở tập trước, tập gần nhất thì mình đã cùng anh Mũ Đen, anh BH Gaming làm một cái gọi là máy farm sắt đấy. Thực ra mình cũng nghĩ đây là cũng là thử nghiệm của mình thôi. Mình thấy cái máy khá là đơn giản. Mình học trên mạng đấy, và mình cũng cùng anh ấy xây dựng cái máy Iron Golem này, gọi là máy farm sắt ấy đấy. Thì ở đây có, bây giờ mình không thể trèo lên đấy được, nó hơi khó nhìn tí, nhưng ở đây bạn sẽ thấy một con zombie này, nó đang bị kẹt ở trong cái thuyền này đấy. Và đây là đám dân làng đấy, bọn nó rất là sợ đấy, vì có bị con zombie xoạ. Và theo cơ chế của Minecraft ấy, thì khi mà zombie đến gần dân làng nó sẽ spawn làm con Iron Golem. Việc của mình là làm hết tất cả các block ngăn chặn spawn và con Iron Golem ấy, con gọi là khổng lồ đá hay gì ấy, mình cũng không chắc, thì nó chỉ spawn ở ngay ở đây thôi, và sau khi ngay lập tức khi nó spawn ngay vào cái lava này, chết rơi vào cái hòm này, rơi vào cái gọi là cái đấy, nói chung là nó rơi vào cái hòm này mình mở ra này. Thì hiện tại cái máy nó hoạt động rất là tốt, nhưng mà nói thật quay trở về vấn đề ban đầu thì mình cái xây này mình cũng không có chú ý gì cả, nên là mình cũng không biết phải làm gì với đống này. Nhưng mà mình nghĩ là sắt là một tài nguyên khá là tốt, khá là ngon trong cái thế giới Minecraft, nên là mình sẽ tìm ra cách. Vừa nói xong họ đã có một con spawn này, hay không? Ok, quay lại với vấn đề chính thì hôm nay chúng ta sẽ tiến vào nether. Thì nói thật với các bạn là như mình vừa nói, mình thực sự dốt khi đi nether, tại vì mình toàn chết ở trong nether thôi. Nói thật là mình là một người chơi khá là bất cẩn. Đấy. Thì hôm nay có sự trợ giúp của Zaki, thì Zaki sẽ lên kế hoạch cho mình để đi nether nào cho nó an toàn. Tại vì dù sao Zaki cũng là một player khá là kỳ cựu. Hey Zaki. Hello, chào mọi người. Ok. Thì ông có ý tưởng gì không nhở? Hello, chào mọi người với nhân vật của mình là Zaki. Tôi cũng nghĩ thế. Ok, như Zaki vừa nói thì chúng ta nên chuẩn bị một ít thức ăn tốt. Thì ở đây mình có trade với cả một vài villager. Hình như là ông nào nhỉ? Hai ông giống nhau thế. Ông này là master đúng không? Ông này cũng master. Mình chuyên hai ông lên master lúc nào mình cũng không rõ luôn. Thì thế thì tiện quá nhở. Tại vì mình lấy cà rốt từ ông này, và mình nghe nói cà rốt vàng này là một trong những nguyên liệu tốt nhất. Thì là một trong những cái đồ ăn tốt nhất, tại vì nó giữ được hunger lâu và nó có khả năng hồi máu tốt. Ở đây thì
điểm điểm sơ qua, nhưng ở những cái tập trước thì mình cùng anh Tuấn khó đỡ làm một cái máy farm này. Cũng không phải là máy đâu, xin lỗi các bạn. Đây là một cái khu vực farm 3 tầng khá là khủng để chuyên để trade với cả villager. Thì ở đây mình có lúa. Đây xin lỗi các bạn. Mình sẽ chỉ chi tiết hơn. Thì ở sao chỗ này không mộ, sao lại riêng chỗ này không mọc nhỉ, lạ nhỉ, có lag gì không nhỉ? Tất cả chỗ này nó mọc lên hết nhưng mà riêng cái chỗ này không mọc. Thì ở đây chúng ta có cà rốt và lúa. Ok, đây là tầng 1 nhá. Tầng 2 chúng ta có dưa hấu. Và dưa hấu này có một cái rất là hay nhá, là mấy ông dân làng kia kìa, mấy cái ông vừa kia kìa, mấy ông chỉ chết những cái dưa hấu còn nguyên quả thôi. Bình thường các bạn biết rồi đúng không, nếu mà chặt bằng một cái rìu thường thì nó sẽ vỡ quả ra và nó, các bạn sẽ được nhận được những cái mảnh dưa, và các bạn phải mất công ghép những mảnh dưa đấy lại thành một cái khối dưa để các bạn chết với ông ấy. Nhưng mà rất hay là mình mới enchant được một cái diamond axe, một cái rìu kim cương, nó có phần siêu touch. Cái siêu touch này nó sẽ khi mà mình phá cái block dưa này ra này, đó bạn thấy gì chưa, nó sẽ giữ nguyên cái quả cho mình đấy, xong mình chỉ việc bê đi trade thôi. Có nghĩa là trade nó sẽ rất là dễ dàng, thay vì là cứ phải mất công chạy ra ghép thành một khối đấy, các khối đấy. Ở đây mình có khá mình nghĩ là cái base của mình đã ra hồn phết rồi đấy. Tiếp theo đến là tầng 3 nhé các bạn. Ở tầng 3 chúng ta có lại thêm lúa, tại vì nhu cầu dùng lúa của mình rất là nhiều. Không chỉ thực sự là mình không dùng lúa để ăn đâu nhá, lúa đấy là để cho cái đàn này ăn này. Đây, như các bạn biết thì đàn bò phía kia và đàn cừu phía này, chúng nó chỉ có ăn lúa thôi. Và lúa ấy, lượng lúa lớn này đấy thì mình còn dùng để trade với dân làng nữa. Tiếp theo nữa là khoai, thì cái đám dân làng của mình chủ yếu là ăn khoai với cả khoai này, cà rốt ở dưới tầng 1 này và lúa đấy, cho nên mình trồng thêm lúa. Và như kiến thức Minecraft của mình ấy thì là các bạn trồng dãy song song như này, nghĩa là các bạn không thể trồng hết tất cả các khu vực farm này là mỗi khoai đâu nhá, mà phải trồng này khoai này lúa này khoai này lúa này đấy, nói chung là nó cứ phải song song như thế thì cái tốc độ trưởng thành nó sẽ cao. Nhưng mà hiện tại mình đang cũng không rõ làm sao mà ở tầng 1 nó bị lỗi, hay là mình đã làm sai gì đó mà mãi nó không chịu mọc như này. Có thể là mình đã làm lỗi ở đâu đó, hoặc là Minecraft nó có cơ chế gì đấy nó ngăn bọn này nó mọc lên. Cái này mình sẽ tìm hiểu sau nhé. Ok, điểm thêm một chút nữa, mình có một cái máy nữa để nói đốt, để làm máy móc farm, ôn móc farm. Thì cái này sẽ farm tất cả đừng đổ đúng không? Tí chết, tí thì nổ tan cả cái máy. Con creeper nguy hiểm á các bạn cẩn thận. Đương nhiên là mình đứng này nó sẽ không nhìn được mình đâu, nhưng mà tiến gần quá nó nhìn đến mình thì nó sẽ kích nổ ấy. Khá là nguy hiểm. Mình sẽ không tiến lại gần nữa. Ở đây mình farm cũng khá rồi này. Quay trở lại câu chuyện, vào tiến vào Nether thì tiến vào Nether thì chúng ta sẽ cần một lượng lớn block. Thực ra mình có thể farm ngay ở đấy. Tí nữa mình sẽ đi với các bạn xem. Hôm nay mình sẽ đi kiếm một vài cái netherrack trong đấy và khám phá nether. Khám phá thì mình nhớ rồi, trong đấy nó có piglin đúng không? Có đàn lợn chiến binh ấy. Thì chúng ta cần chuẩn bị một cái, ít nhất một cái loại giáp, nhưng mà nó làm bằng vàng. Tại vì sao nhỉ? Tại vì bọn piglin ấy là bọn nó rất ghét những thằng nào mà không đưa vàng cho tụi nó, hoặc là không có một cái gì liên quan đến vàng. Đấy. Mà trên người mình hiện tại bây giờ toàn là kim cương thôi. Đấy, các bạn hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là giáp. Chúng ta có mũ vàng. Nhưng điều mình sợ đây là cái mũ vàng sắp hỏng rồi này. Mà đồ vàng ấy là đặc biệt dễ hỏng luôn. Nên hôm nay mình sẽ mang theo một ít vàng. Đó. Theo các bạn thì nên chế tạo cái gì nhỉ? Mình chắc chắn là không nên chế tạo phần giáp thân. Tại vì giáp thân nó chiếm rất nhiều phần giáp đây. Như các bạn thấy ở dưới phần này nhá, nó chiếm tới 4 slot giáp thân, rất nhiều luôn. Mũ này, mũ là 1.5 này, quần 3 này, 4 này, 1.5, có nghĩa là chúng ta nên làm một cái giáp đầu hoặc là một cái giáp chân. Hiện tại giáp chân của mình chỉ có protection 3
nó có fire protection nữa là chống lửa, kháng lửa, khá là ngon. Khi đội trên đầu bạn có 3 giáp và cộng 2 giáp, 2 độ cứng giáp. Cái này mình cũng không rõ lắm, mình cũng không rõ những cái thuật ngữ Minecraft lắm vì nó rộng quá. Đấy, cũng 3 giáp và cộng 2 sự cứng giáp. Nhưng vì cái này enchant thấp hơn nên mình sẽ tạm bỏ nó ở nhà. Đó, ôi, để nhầm, sorry các bạn. Để đây, giáp đây, để đây, chúng ta sẽ nhớ mình là đây. Nói chúng ta sẽ làm một cái giáp chân. Đẹp đẹp. Ok, đi vào luôn. Không được không nhở? Không tệ lắm. Thì bây giờ mình sẽ sắp xếp lại các đồ và chuẩn bị cho chuyến đi vào Nether. Thì mình đang nghĩ cái việc là có nên enchant cái giáp chân này không, cho nó gọi là cho thêm tí cứng cáp được ấy. Tại vì mình đang bị, đây này các bạn nhìn, như các bạn nhìn phần này nhá, mình đang bị thiếu một slot giáp. Đương nhiên là nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu, nhưng mà mình cảm thấy nó bị khó chịu ấy, kiểu cảm thấy nó bị trống trải ấy. Với cả người đây, cả người phù phép đẹp như này thì có mỗi cái giáp chân không có. À thì đương nhiên ở cái khiên mình không có nữa, nhưng mà thôi, cái khiên thì chắc là mình thay được dễ, với lại nó cũng đủ cứng cáp. Nhưng mà cái chân này nguyên liệu bằng vàng nó rất là dễ hỏng ấy. Ok, bây giờ mình sẽ, có khi mình sẽ farm lên level 30. Hiện tại mình đang ở cấp 28 thôi, mình sẽ farm lên level 30 và mình sẽ bắt đầu enchant nhé. Thì chúng ta có rất nhiều cách để mà lên cấp. Một trong những cách phổ biến nhất mà mình hay làm ấy, đấy là giết cái đám mob vậy này. Nhưng mà phải đứng từ xa cho nó an toàn. Ok, xong rồi. Hiện tại thì mình đã từ cấp 28 nhảy lên cấp 29. Cũng không tệ lắm. Thì một cái cách đơn giản khác là mình có thể này, mình có thể mang wheat đi cho cái bọn này ăn. Khi mà bọn nó ăn xong, bọn nó sinh sản thì bọn nó cũng sẽ rơi ra kinh nghiệm cho mình. Ăn đi, ăn đi. Yes sir, yes sir. Thì kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, kinh nghiệm từ bọn này cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng mà thôi, có còn hơn không đúng không các bạn. Khiếp, tụi này ăn nhiều thế. Ok, như các bạn, có một vài bạn chắc là cũng không biết, nhưng mà cái máy này mình xây này, nó khá là đơn giản. Và cái mục đích của nó ấy, là khi mà mình cho ăn này, thì cái lượng bò trong máy nó sinh sản ra này. Và trong một cái khối suy, một cái khối này này, một cái khối trống này, nó có quy định là trong một cái khối này chỉ xuất hiện được mấy, một khoảng tầm 20 mấy con hay sao, hay 10 mấy con hay sao, nếu mình nhớ không nhầm. Thì khi mà loài bò ăn xong nó sinh sản ra ấy, vượt quá cái ngưỡng đấy thì những cái con to này, những con trưởng thành sau khi mình cho ăn này, nó sẽ lăn quay chết, và những con bé nó sẽ tụt xuống dưới tít kìa. Đấy là theo quy chế mình nhớ thế. Những con to sau khi chết xong nó sẽ rơi vào cái hòm ở dưới, và đây mình có thể thu thập những cái con từ những con chết đấy. Hiện tại mình có 64 laser, 16 laser đây, bao nhiêu, 80 cái laser, và có rất nhiều stack bò. Thế nên là đây là lý do tại sao mình không giờ mình ăn bánh mì làm từ lúa. Mình có vô hạn nguồn thức ăn luôn ấy. Bây giờ mình có vô hạn nguồn thức ăn rồi, tài chính mình ok rồi. Thế nên mình sẽ cho mấy con cừu này ăn. Thì bên máy này thì cơ chế cũng tương tự thôi, chẳng qua nó thay vì là những cái drop từ bò, lên cấp 30 này, ngon. Thay vì những cái drop từ bò thì mình sẽ kiếm được những cái drop từ cừu. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đó, có thịt cừu và lông cừu. Lông cừu thì cũng khá là hay, ngoài dùng để trang trí mình còn ngăn chặn mob spawn nữa. Ví dụ như cái cổng Nether kia kìa. Xin lỗi các bạn, mình không có cái mod để zoom vào, nhưng đây. Đấy, các bạn thấy mình đặt 1 2 3 4 này trên cái này, thì cái con Iron Golem ấy, trong diện tích như này, các bạn thấy mình đào hình màu vàng không? Những cái block màu vàng hay những cái block này là nó sẽ không thể nào spawn được. Nhưng nó có thể spawn những cái block này, tại vì mình lỡ để cái cổng Nether vào trong khu vực này mà mình không muốn rời đi ấy, thì có một cái giải pháp để chính là đặt cái lông cừu lên, đặt cái thảm cừu thì đúng hơn, mình cái thảm làm từ lông cừu thì đúng hơn, xin lỗi các bạn. Đây mình đặt đây, 1 2 3 4 này, đấy, nó bao quanh này, thì con bình thường con này có lẽ phải spawn ngay trên đây này, spawn ngay trên cái cổng này, nhưng khi mình đặt này nó không thể spawn nữa, và nó chỉ spawn được trong cái khu vực này thôi. Đấy, rất là hay, một cái cơ chế khá là hay khi mà tìm hiểu về Minecraft. Hiện tại chúng ta đã lên cấp 30 rồi, chúng ta đi
cũng phép phát nhở. Ok, cho vào này. Ấy, quên lapis lazuli. Đương nhiên là phù phép, không thể quên được lapis lazuli. Chúng ta sẽ xem Death Strider. Death Strider, nếu mình cứ nhớ không nhầm là nó một cái skill phù phép liên quan đến biển cơ. Mà mình thực sự mình đi Nether thì Nether làm deck có biển đâu. Nhưng mà mình có một cái giải pháp rất là hay. Nếu mà các bạn không biết thì bây giờ mình không muốn phí vào enchant này thì đây mình có thể enchant luôn các bạn xem. Nhưng thay vì lấy cái này nhá, mình sẽ lấy một trong hai cái này và gọi là gì nhỉ, gọi là hay nhất là kiếm cái này. Nó chỉ mất một kinh nghiệm, 30-1 sẽ là 29 này. Đấy, 29 này mình được một cái boost, mình muốn cái giày có protection 1 đúng không. Đương nhiên là cái này rất là yếu nên là mình sẽ quăng vào đây. Đây là cái máy bỏ phù phép. Đấy, khi mình lôi ra, đấy, nó sẽ mất đi phù phép. Và sau khi mình cho vào lại vào đây, nó sẽ ra phù phép mới. Ui chết rồi, lại là Death Strider. Thôi được rồi, đổi luôn. Một này, đấy, mình chịu mất thêm một kinh nghiệm nữa. Nhưng mà sau khi bỏ phù phép, nó sẽ được một cái giày Fire Protection, đây rồi, Fire Protection 4, là kháng lửa 4, là cái mình đang cần, rất cần. Tại vì mình xác định là mình sẽ đi Nether. Nên là ok, mình chịu khó vậy. Mình sẽ mình sẽ chịu khó farm thêm kinh nghiệm bằng ôi sao con này trông tã này. con người đá thì trông tã vậy. Trông chắc là nó mới đánh nhau với zombie với các con mob hay sao. Hơi để mình hóa kiếp vào nó. Chúng ta thế mà phải 3 hit mới chết đấy các bạn ạ. Ok, cất nó vào đây. Ok, quay trở lại với farm lên cấp 30 nào. Có một cách lên kinh nghiệm khác mình khá là thích, đấy là trade ngay với cả những cái ông dân làng này. Thì hiện tại mình đang có khá là nhiều dưa. Một sách này trông cái này nhá, nhưng mà trade rất nhiều, có khi mấy ông còn không lấy hết cơ. Đây, như các bạn đấy, mình ném một sách vào đây. Đấy, mấy ông còn không lấy hết mà lên được khá là nhiều kinh nghiệm. Ví dụ ông này ông ấy không chết với mình cái dưa này nữa, mình chết với ông này. Đấy, thậm chí không lấy hết, mãi mình cho 41 mà vẫn còn thừa ra một. Ơ, nhưng mà ông ấy vẫn xin lỗi các bạn, ông ấy vẫn lấy thêm nhá. Đây là mình do mình hết thôi. Đây là mình đi lấy thêm, chắc là ông chỉ lấy thêm một tí thôi. Ông ấy lấy 40 quả mình cơ mà, làm sao restock nhanh. Ui đã restock rồi, nhanh thế. Ok, lấy thêm thì cho thêm. Ok. Chúng ta gặp đến cấp 30 rồi. Ông này thì thích potato, khoai. Ông này thì thích cà rốt. Đấy, như mình đã nói vừa nãy, mình sẽ cho wheat vào đây. Mình sẽ lấy potato. Ở đây thì mình có sắp xếp nhá. Tầng dưới là mình hay farm mía này, sugar cane này. Tầng 2 là những cái mình hay trade. Tầng 3 đấy là cả một đống khoai và một đống cà rốt tha hồ để chết luôn. Mình tích trữ quá nhiều nên bây giờ chính là lúc lý tưởng để chúng ta sử dụng. Nào, đưa hết tiền vào máy đấy, đưa hết đấy, lên cấp 30, thấy chưa, đơn giản chưa. Mà cái này thực ra cũng không tốn thời gian đâu nhá. Như mình đã bảo là cái việc chết này là nó lên kinh nghiệm khá là nhanh, dường như là nhanh nhất luôn rồi. Chỉ qua một vài cú click. Và đây, Fire Protection 4. Ui, nó không cho mình thêm một enchantment nào luôn. Nhưng mà thôi, mình nghĩ thế này là tạm ổn rồi. Dù sao đây là cũng giày đi tạm thôi mà. Ok, giờ mình sẽ cất đồ đi và chuẩn bị tiến vào Nether. Nào, mình sẽ cất đồ đi, cất lại vào đây. Mất công bao công. Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ sắp xếp lại cho nó hợp lý. Rồi ok, mình nghĩ thế này là ok rồi đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đi cất những cái đồ không cần thiết đi, để lại ở nhà. Và sau đó tiến vào Nether, mục đích chính hôm nay của chúng ta. Trước đó nhở,
phải làm một cái mục tiêu đầu tiên chứ nhở? Đĩa nhạc, đúng rồi, sao mình lại quên rồi nhở? Hình như nó là music box à? Không phải, à nốt đúng không? Đây, nốt block. Cái này là để làm máy phát nhạc đây. Ô cũng dễ nhở, chỉ cần mấy cái sàn gỗ và một cái bột đá đỏ. Ok, dễ. quên mất, mình cất cái dưa hấu đi đã, tại vì mình không cần. Cái tính mình thì nó hay cẩn thận đấy các bạn, mình hay sắp xếp nó thật là đúng nơi. Mình muốn sắp xếp đúng nơi để lúc nào tìm thì không bị mất đấy. Đấy. Tiếp theo nữa là cái quặng mà rù này hiện tại mình đang bị thừa đây này. Như các bạn thấy mình thừa, mình đang cố gắng xếp làm sao chỉ đủ ba cái stack này thôi, gọi là dự phòng thôi. Còn đâu cái đống thừa mình sẽ tiêu bớt đi. Nhưng mà hiện tại mình đang gấp quá nên là thôi. Ok. Thì quay trở lại chúng ta sẽ làm nốt block nhé. Gỗ này. Đây. Đây, quặng. Chúng ta có quặng đá đỏ đây. Làm một cái nốt block nào. Boom. Nốt block. Ok chưa? Quá ok luôn. Nhưng mà để đâu bây giờ? mình sẽ mang đĩa nhạc. Hiện tại trước khi tiến vào Nether chắc là chúng ta sẽ ngồi sẽ nằm thưởng thức nhạc tí. Đấy ông này chưa đến tối này, mới xế chiều tí thôi mà ông đã bắt đầu lăn quay ngủ rồi này. Chắc chúng ta sẽ bật tí nhạc cho ông ấy ngủ ngon hơn nhỉ. Chúng ta cùng cùng thưởng thức nhạc nhá. 1 2 3. Nhầm rồi các bạn ạ. Đây không phải block nhạc. Trời ơi, đây không phải cái máy cho đĩa. Xin lỗi các bạn, nốt block. Bây giờ mình nhớ là cái nốt block mà là để chơi nhạc. Nghĩa là bạn ấn ở đâu còn nó nhảy nảy nhạc lên đấy chứ nó không cắm đĩa vào được. Mình nhớ rồi, nó phải là jukebox. Đây, nó phải cái khe này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Có cái khe này để cho nhạc này. Ôi trời ơi, Ninh ơi. Đúng rồi, mình nhớ là nó có cần kim cương mà. Trời ơi. Đần thật. Trời ơi, thế cái này vứt à? Mình vứt luôn vào cái vị trí đĩa nhạc thì cũng hay này. Đấy, tiện. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn. Đây, một kim cương và 8 cái sàn gỗ. 8 cái mảnh gỗ, sàn gỗ gì đấy. Ok. Ông này vẫn đang ngủ say như chết này. Nhưng mà mong là đặt cái đĩa này cũng sẽ không phá đám giấc ngủ ông mà. Nào, bây giờ mới đúng này. Chúng ta cùng chơi nhạc không? 1 2 3. Khiếp. cái nhạc này nghe rùng rợn quá các bạn ạ. Mình cứ nghĩ là C418 đây là một cái bài khá là bắt tai, khá là nhộn nhịp để đưa ông vào giấc ngủ, nhưng mà tình trạng này là có vẻ ông ấy sẽ gặp ác mộng đêm nay rồi. Ok, cất đi. Mình nói thật mình cũng không khoái cái đĩa này rồi đấy. 13. 13. Bây giờ mình nghĩ lại thì thấy là 13 nó là con số tử. Bảo sao cái đĩa nhạc nó nghe nó rùng rợn thế. Ok. Không biết đây có phải điểm xấu không nhưng mà mình không thích điều chút nào. Nhưng mà thôi, kẻ giúp bốc mình cứ để đấy đi. Đấy, ông ấy lại ông cứ ngủ giường mình, ông cứ nhè giường mình, ông ngủ như cay thế. Đi, đi ngủ đi. Xong rồi chúng ta cùng chuẩn bị tiến vào Nether đó. Hello, buổi sáng, chào buổi sáng Zaki. Hello, chào mọi người. Ok, hôm nay tôi sẽ tiến vào Nether nhá. Thì ông có gì muốn nói không? Hello, chào mọi người với nhân của mình. Tôi cũng nghĩ thế. Nào, đi thôi. Let's go.